Ngày 9 tháng 3, Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai cho hay vừa tiếp nhận sơ cứu cho bé sơ sinh nghi bị bỏ rơi trong bao rác với nhiều vết kiến cắn trên người. Trước đó, khoảng 20 giờ tối ngày 8 tháng 3, bệnh viện tiếp nhận bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,5 kg vào viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, còn nguyên dây rốn, trên người có nhiều vết kiến cắn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu cho bé, cắt dây rốn, cho bé uống sữa. Khi tình trạng ổn định, bé gái được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Theo người dân trình báo, tối ngày 8 tháng 3, trong lúc đi tập thể dục, người dân xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu nghe tiếng trẻ con khóc ở bao rác bên hông nhà. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện một bé sơ sinh đựng trong túi ni lông, không có quấn khăn hay quần áo, cơ thể bé tím tái, máu còn dính trên người và bị kiến bù xung quanh. Sau khi quấn khăn ủ ấm cho bé, người dân đã báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu.